Thật sự là khi mà em bước vào showbiz là năm 2005, thì tới khi mà năm 2008 đến 9 gì đó thì em mới bắt đầu cái công nghệ muốn mình da mình trắng lên. Thì bắt đầu việc đầu tiên là em tắm trắng trước và xài kem, rồi cho tới tận bây giờ là sau khoảng gần 3 năm nay là em không có tắm trắng nữa, em chuyển sang thực phẩm chức năng. Tại vì em cảm nhận là da của mình là làn da mỏng, nếu như mình cứ tắm trắng hoài á thì nó sẽ không tốt cho da mình, nên là em sẽ chuyển sang cái thực phẩm chức năng làm cho da mình trắng lên từ từ bên trong. Thấy làn da mình trắng thì mình sẽ đẹp hơn lúc ngày xưa rất là nhiều, và nhờ làn da trắng này thì em mới có cái thương hiệu là trắng như Ngọc Trinh. Dạ. Trinh đã uống sản phẩm Beauty Lớp này được 3 năm rồi, và cảm nhận của Trinh là làn da của mình không những trắng lên mà còn khỏe nữa. Trinh biết là rất nhiều bạn gái hiện nay muốn làn da của mình trắng liền lập tức và đã tìm đến những công nghệ cao. Còn với sản phẩm Beauty Lớp này, nó là cả một quá trình thay đổi da dần dần. Mà không những như vậy mà nó còn giúp làn da trắng ấy giữ vững được với thời gian. Cho nên là sản phẩm Beauty Lớp là một sản phẩm không thể thiếu trong cuộc sống của Trinh. Nói chung bây giờ là về phương pháp làm trắng da đó, thì em đã có kinh nghiệm riêng của em, đó là thực phẩm chức năng Beauty Plus. Khi mà em chọn sản phẩm này á thì điều làm em cảm thấy an tâm á là nó là 100% tự nhiên, và cái thứ hai nữa là nó được sản xuất tại nhà máy dược. Thực phẩm chức năng nào mà được sản xuất tại nhà máy dược, theo em được biết á, thì không biết là có đúng không, là nó có uy tín và chất lượng hơn rất là nhiều.